Kính thưa quý cô bác, anh chị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 8 năm Quý Mão. Lúc này là 5 giờ 30 phút, mình đang đứng ở bãi tắm biển Bình Sơn, phường Văn Hải, thành phố Nha Trang, Tháp Chàm đó các bạn. Nhiệt độ buổi sáng nay ở tại bãi biển thì nhiệt độ rơi vào khoảng là buổi sáng cũng không có nóng, rất mát. Buổi sáng là nhiệt độ rơi vào khoảng 23 độ C. À, 23 độ C. Lúc này thưa với các bạn, với quý vị là 23 độ C là mặt trời chưa lên. Rất tiếc là cũng ngày hôm nay, ngày hôm qua mình đi tắm buổi sáng, cũng tranh canh ông mặt trời đi lên để review cho các bạn. Nhưng mà rất tiếc là trời sắp cũng không có lên. Hôm nay thì mình cũng ra sớm 5 giờ. Mình ra mình đợi mãi cho đến 5 giờ 30 nhưng vẫn không có. Và sau đây Đà Lạt Bình Yên xin tiếp tục mời quý cô bác anh chị về thăm bãi biển Bình Sơn, rồi đến huyện Ninh Hải tham quan vườn nho, hái nho, và cuối cùng là khám phá sơ lược ở vòng ngoài của rừng núi Chúa thuộc rừng đặc chủng quốc gia, tức là rừng quốc gia, rừng núi Chúa quốc gia đó các bạn. Các bạn thấy hôm nay buổi sáng này là nhiệt độ cũng rất là ổn định. Mới buổi sáng thì nhiệt độ ở ngoài biển mà mặt trời chưa lên thì nó cứ tầm vào khoảng là 20 mấy độ cũng nhẹ lắm, nhưng mà lát hồi mặt trời lên thì vừa lên xong là nóng ngay đó các bạn, nóng ngay, rất là nóng. Đây một cái bãi biển Bình Sơn, mình xin thưa với quý cô bác anh chị, bãi biển Bình Sơn á rất đẹp, làm bề bài bản bề thế, dừa họ trồng cũng nhiều, và ở bên trong á là có rất là nhiều, phía bên phải chúng ta là có rất là nhiều cái resort, rồi vỉa hè đâu vào đó rất đẹp. Bãi biển Bình Sơn này á cũng dài, mình nãy giờ mình đi chắc cũng cỡ khoảng là một cái khu vực mà họ trang hoàng đó các bạn, thì nằm khoảng là một cây số hoặc là hơn một xíu, mình đoán là tầm khoảng đó. Buổi sáng các bạn thấy cũng có một ít là cư dân ở gần xung quanh đây, người địa phương đó họ ra tắm biển, nhưng mà nghe nói với bà con ở đây họ nói là mấy hôm nay ông trời chuyển động cho nên là mặt trời không lên, ngày nào cũng bị xâm hết, chứ còn mấy hôm trước á mặt trời lên liên tục. Mình đúng là mình cũng không được may mắn nhưng mà bù lại là trời sâm thì mình lại mát đó. Mình không may mắn là mình không có canh được ông mặt trời đi lên đó các bạn. Thấy bình yên không, thật sự bình yên quá đỗi luôn. Và sau đây mình mời các bạn đến huyện Ninh Hải, mình sẽ cùng các bạn vào thăm vườn nho. Đây là một cái vườn nho tên là gì vườn nho Thái An. Vườn nho Thái An, mình sẽ tham quan vườn nho Thái An. Ở đây người ta cho mình là có uống rượu vang miễn phí đó các bạn, uống rượu vang miễn phí và ăn nho cũng miễn phí luôn. Ăn nho miễn phí có nghĩa là ăn nho người ta hái để sẵn lên bàn mời mình đó các bạn. Mình ăn được miễn phí. Một gia đình người ta thấy cứ một bàn như vậy là người ta, mình thấy là người ta để một một cái dĩa nho và một chai rượu vang với một cái bình nước đá, đúng rồi, bình đá xay đó các bạn, đá xay. Rồi trước mắt chúng ta xa xa đó là dãy núi Chúa các bạn nghe, dãy núi Chúa trập trùng dài bắc ngang qua huyện Ninh Hải. Ở trên đó
một rừng núi Chúa, là rừng quốc gia đó các bạn. Rừng quốc gia thuộc quyền sở hữu và quản lý của quốc gia. Đây, xin mời các bạn, đây là vườn dâu Thái An. Mình sẽ review cho các bạn thấy một vườn dâu mênh mông vô tận. Đây là hình của chủ nhà chủ tên là Thái An đó các bạn. Mình đi ngang qua đây thấy họ mời lịch sự thì ai cũng họ cũng mời, nhưng mà vườn dâu xanh quá. Vườn dâu là mình cảm nhận là có dứt rất là nhiều trái, cho nên là mình quyết định dừng lại vườn dâu này. Chứ thật ra ra nhiều vườn dâu quá, không biết vườn dâu mình tìm dừng lại, không biết vườn dâu nào phải dừng lại. Nhiều vườn dâu lắm các bạn ơi. Vườn dâu này, cái vùng đất này chuyên trồng vụ nho chứ quên, lại kêu xin lỗi lại vườn dâu biết nho hả. Cái vùng đất này lại trồng nho rất là nhiều các bạn ạ. Mình thấy là xe hơi rồi xe Honda họ vô đây cũng nhiều. Xe Honda thì cũng có người hướng dẫn để trên, còn xe hơi thì mình đậu sát luôn thôi. Xe hơi đậu sát luôn. Hai bên đường bên trái của chúng ta cũng là vườn nho, mà bên phải cũng là vườn nho, tất cả đều là vườn nho bạc ngàn luôn. Và sau đây, đó, mời các bạn thấy không, ở trong vườn nho, trời ơi, nho đồng, nho nhiều quá trời luôn. Nho là nho đỏ nghe các bạn. Ồ, nhiều lắm. Bà con khách du lịch ở Sài Gòn, miền Tây nè, mình nghe giọng, mình đoán người Sài Gòn miền Tây, chủ yếu là người ở trong miền Tây, họ đi đến tham quan thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng nhiều các bạn, rất là đông luôn. Đây, một vườn dâu rộng mênh mông vô tận luôn, đi không hết luôn các bạn. Vô đây thì người ta cho mình ăn miễn phí nho nè, cứ một bàn là một cái dĩa, họ cho mình ăn miễn phí, rồi một chai rượu dâu nha các bạn, một chai rượu dâu, một bình nước đá đó. Sẵn đây đang khát nước. Nhiệt độ thì bây giờ là ở khoảng là 28 độ C đó các bạn. Bây giờ là nhiệt độ lên là 28 độ C. Lúc này là 10 giờ đó các bạn. Lúc này mình xem đồng hồ đúng không? Lúc này là mình sẽ là 10 giờ. Vừa ăn sáng xong là xách xe chạy tham quan review cho các bạn xem cái vườn nho. Một vườn nho thật đặc biệt, trái nhiều. Các bạn thấy một vườn nho trái nhiều. Đi trên con đường thì nhiều người người ta mời lắm, nhưng mà mình cũng phải lựa cái vườn nho nào mà có nhiều trái thì mình vô. Tại vì một lần mình đi, một lần đi là một lần khó rồi các bạn. Cho nên mình cũng phải tìm cái vườn nho nào nó tương đối, rồi mình vô mình tham quan, rồi mình mua ủng hộ người ta. Mình mua ủng hộ người ta. Đó, các bạn thấy thật sự là nho rất rất nhiều luôn. Ngay trên đầu chúng ta thật sự nhưng mà phải tìm cái bụng nào mà nó chín, nó vàng, quên, nó đỏ thì mình bắt đầu mình lấy kéo mình cắt, mình mua mà. Mình mua đó, thấy các bạn thấy đó, khách họ cắt, họ xách một làng như vậy đó. Cái giỏ này anh này các xách đầy chắc cỡ khoảng là, theo mình đoán thì khoảng cỡ khoảng là 3-4 kg gì này, 3-4 kg gì đó, chắc cỡ khoảng 3 kg. Và đây các bạn nhìn thấy không, từ xa xa phía chân trời, gần như là xa, rất là xa phía chân trời, nhưng mà không đâu, gần đó là dãy núi Chúa. Dãy núi Chúa đó các bạn, rất đẹp, mây giăng phủ, mây giăng phủ hết cả một dãy núi Chúa luôn. Bắt đầu hình như là trên đó có mưa rồi các bạn. Trên đó có mưa, cho nên hồi nãy là ở đây cũng bị mưa, luồng mưa giông đó các bạn, luồng mưa đám mây á. Rồi mình cũng ướt hết luôn, mà thôi, ướt xong rồi nắng lên cũng khô ngay mà. Đó, dãy núi Chúa kéo dài ngang qua đó, trời ơi, dãy núi Chúa sương phủ mờ luôn các bạn ơi.
dãy núi Chúa. Xin thưa các bạn, đây là dãy núi Chúa gần mình nhất. Tất cả toàn bộ là bằng đá, hình như mình thấy đá rải rác khắp tất cả các cái con đồi, triền miên bất tận đá. Sao mà đá ở đâu mà nhiều quá trời luôn. Ở trên cái rừng quốc gia núi Chúa này, đá rất nhiều các bạn ơi, vô cùng nhiều luôn. Và tiếp tục mình mời các bạn đi tiếp tục trên con đường đây là huyện Ninh Hải các bạn ạ. Huyện Ninh Hải, mình đi trên con đường huyện Ninh Hải, mình tiến tới Vĩnh Hy để mà cũng tham quan, chụp hình rồi review cho các bạn. Đó các bạn thấy lúc này là 11 giờ mấy rồi các bạn, 11 giờ 15, đúng rồi, lúc này là 11 giờ 15. Đi ngang qua đây thấy cái những cái cụm đá, sao mà khen cho thiên nhiên khéo vẽ thì các bạn ơi, nó đẹp vô cùng ngẩn ngơ luôn, mình thích quá, mình phải dừng xe lại, lấy máy ảnh ra chụp những cái hình thù nó lạ lắm, trời ơi, hình như sao mà ai mà tạo được, mà làm sao mà bưng vác lên trên này những cái tảng đá nó to khổng lồ như trước mặt chúng ta. Các bạn thấy một cái khối đá nó to như vậy mà nó nằm ở trên cái cục đá như vậy. Rồi mình đi gần tới hồi nãy mình thấy là cái cục đá to như vậy mà nó nứt làm đôi luôn các bạn ơi. Nó nứt làm đôi luôn. Hay quá luôn. Đó, các bạn thấy không? Một bên đó là biển, biển trời mênh mông, bao la vô tận. Một bên là núi, hình như có một cái gì vọng về một thời xa xưa, mà thở ông cha mình đi mở nước vào phương Nam, làm cho mình cũng có lúc phải chạnh lòng, nghẹn lòng, nhớ lại công ơn tổ tiên ông cha mình ngày xưa. Đúng là thấy cũng nỗi niềm các bạn, thấy nỗi niềm. Đúng là miền đất đầy nắng gió, thật sự đầy nắng gió. Một miền đất cũng thật khắc nghiệt, miền Duyên Hải, miền Trung của chúng ta. Đây là thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, và đây là huyện thành tỉnh Ninh Thuận nha các bạn. Đây huyện Ninh Hải, đây thuộc huyện Ninh Hải rồi. Mình đang chiếu review cho các bạn thấy những cái hòn đá, những cái tảng đá mà mình cứ nhớ lại thời xa xưa ở đâu, nó cứ biên mang cho ta vọng về một cái thời ông cha tổ tiên mình đi bờ cõi vào phương Nam. Đó, các bạn thấy không? Thật sự là những cái cục đá nó to như vậy mình ghiền ghê luôn. Và đây là chùa Bửu Sơn các bạn. Chùa Bửu Sơn cách 100m. Đó, và bên này cũng là những cục đá nó nằm giữa đường ấy các bạn ơi, hay quá luôn á. Tuyệt vời luôn. Đó, xin là tất cả và làm sao hãy giữ lại những cái cục đá, những cái tảng đá để mãi mãi như trở thành như vậy. Trời ơi, bây giờ dòm thấy ở Ninh Thuận mình đâu đâu mình cũng cảm giác như vậy. Chỗ nào cũng là du lịch các bạn. Một hòn đá đó các bạn thấy, một cục đá nó nằm treo treo ở trên cái vậy mà không rớt nha. Mình thấy một cục đá cũng là làm du lịch rồi, một cái cây cũng là làm du lịch được, tại vì nó đó các bạn thấy ở cái vùng là giáp với rừng quốc gia núi Chúa này. Đặc thù của rừng quốc gia núi Chúa là khí hậu quanh năm khắc nghiệt, mà lượng mưa trung bình hình như quá ít luôn. Những cái cây cao tầng hình như là không có sống, tại vì lượng mưa quá ít rồi. Nó thích nghi với điều kiện sống của nó là những cái cây nó mọc có gai thôi các bạn ạ. Mọc gai lên thôi. Hay thiệt ạ. Thích nghi với điều kiện sống của nó. Tích tụ, có những con tắc kè là coi như nó nóng ở trên này, cũng đa dạng
các thú vật, rồi ở xa xa là các cái rừng bằng lăng núi hay lắm, bằng lăng mùa này cũng bắt đầu đổ rồi đó các bạn. Đi bên đường dừng xe nổi những cái tảng đá vô cùng đẹp không, sao mà những tảng đá những cái màu đá của nó mà nó không, nó cứ dựng dựng đứng vậy cũng rất là nhọn như các bạn, những cái tảng đá nhọn khủng khiếp luôn, hay quá thôi đó. Những các bạn thấy như cái cục đá này nó nằm chờ giờ nó dễ rớt quá, thật sự dễ rớt quá, chỉ cần một tác động của trung chuyển nhẹ hay xe, có thể mình cứ nghĩ xe mà chạy qua trung chuyển thì có thể tảng đá đôi khi nó bị cử động rồi nó bị ảnh hưởng, nó trung rớt rụng mà không thôi, như cả biết bao nhiêu đời này mấy cái tảng đá này có bao nhiêu bị rớt rồi. Thấy các bạn thấy cuộc bây giờ đang là nhiệt độ cũng cao 30 mấy độ rồi các bạn, 30 mấy độ, hiện giờ nhiệt độ là 34 độ, 34 độ, trời nóng rất nóng, mồ hôi đổ ra rinh rít luôn các bạn ơi, mồ hôi đổ ra rinh rít luôn đó. Rồi từ xa coi như là dãy núi luôn á, bắt đầu mây đen phủ giăng phủ hết cả một vùng núi luôn, ở trên đó thì hình như đang mưa sao vậy, trên đó quả nhiên là đang mưa. Đúng là dòm thấy như vậy nhớ lại tổ tiên ông cha mình đi mở nước rất là cực khổ, từ thở mang gươm đi mở nước mà ngàn năm thương nhớ đất phương Nam. Một bài thơ mà mình nhớ là hình như là của ông, đúng rồi, Huỳnh Công Nghệ, người đất Củ Chi. Ngày xưa Củ Chi là thuộc tỉnh Bình Dương cũ đó các bạn ạ. Huỳnh Công Nghệ, một nhà một một à cũng là một chí sĩ cách mạng, ông Huỳnh Công Nghệ, đúng rồi mình nhớ rồi. Ông có viết một cái tập thơ là từ thở mang gươm đi dựng nước, nghìn năm thương nhớ đất phương Nam. Cho nên sau này có những người họ mới sửa lại là từ thở mang gươm đi dựng nước, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long. Thực ra là không phải là Thăng Long các bạn ạ, mình đã đọc tập thơ này rồi. Từ thở mang gươm đi dựng nước, nghìn năm thương nhớ đất phương Nam. Thở cha ông thở trước mà đi vào phương Nam mở cõi, cho nên con cháu đời đời mãi mãi nhớ đến, con cháu đời đời nhớ mãi nhớ đến công sức của ông cha mình ngày trước đi mở cõi, rất là biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu. Đó, các bạn thấy không? Lúc nào ở đây họ cũng mời nhiệt tình lắm. Từ xa các bạn thấy mây giăng phủ lối mà cả một rừng núi chập trùng, rừng quốc gia núi Chúa, đặc biệt rừng quốc gia núi Chúa, một khí hậu thật là khắc nghiệt vô cùng luôn, toàn là đá các bạn ạ, đá mênh mông vô tận là đá, mình không thể tưởng tượng được. Đâu phải là coi như ở ở đồng văn là có đá đâu, mà ở trong này, ở trong miền Trung mình, miền duyên hải của mình là Phú Yên, Khánh Hòa, rồi Ninh Thuận, trời ơi, những cái dãy núi đá biết bạc ngàn là đá, không thể tưởng nổi là đá ở đâu mà quá trời luôn. Các bạn thấy không, rất là nhiều đá, vô cùng đá luôn. Ở đây rất là nhiều vườn dâu các bạn, xin lỗi, vườn nho, mình xin lỗi, mình cứ quên cái vườn dâu, biết nó nhập tâm vườn dâu. Đó các bạn thấy rất rất nhiều vườn nho, bạc ngàn vườn nho, nho tận tới chân núi luôn các bạn ơi, quá nhiều vườn nho tận chân núi luôn, quá sức tưởng tượng. Đây là vườn nho, mình thấy vườn nho đỏ cái mà, vườn nho đó đỏ sao đó, hái vườn nho cũng cũng hay lắm, có lúc khách cũng vô cũng rất là đông, mà sao hay quá à, nóng bức vậy mà người ta trồng nho được hay thiệt luôn á nha, mình cũng không có ngờ luôn á, nóng như vậy mà trời trong xanh. Có vùng ở đây á, ở Ninh Thuận, ở Phan Rang Tháp Chàm mà có chỗ thì họ trồng nho, có chỗ thì họ lại trồng tỏi, đặc biệt là
Có những vùng họ trồng tỏi, trồng hành các bạn ạ. Còn ngay cái chỗ mà mình về cái vườn ông anh thăm chơi á, thì lại đặc biệt là trồng nha đam. Để clip đến á, mình sẽ review cho các bạn xem mà có cái vùng đó là chỉ đặc biệt là trồng nha đam, mà không có một cái vùng nào mà trồng được cây đa nha đam nữa. Mình clip sau mình sẽ quay trực tiếp và nói rõ tường tận là cái cây nha đam như thế nào, và thu hoạch ra làm sao, rồi chế biến từ đâu, mình sẽ quay kỹ cho các bạn. Còn bây giờ là mình mời các bạn vào thăm vườn nho Thái An, một vườn nho màu đỏ Thái An. Hầu như xung quanh đây là tất cả đều là những cái vườn nho rộng mênh mông vô tận luôn. Mình đi thật sự đi cả một ngày cũng không hết mấy nổi mấy cái vườn vườn nho đây đó. Đây đây là nho nho đỏ các bạn, đây là nho đỏ. Và mình vô vườn nho này ấy, thì các bạn thấy nho cũng rất là nhiều nha. Nho đỏ có này, rồi nho xanh có này, và nho có một loại nho nữa là nho kẹo nha các bạn. Ở đây thì người ta để sẵn cái bình rượu với một bình nước đá đó. Mình uống như thế nào thì mình tự pha lấy. Mình uống ngọt thì mình pha nhiều, còn mình uống lạt thì mình giảm bớt lại. Nhưng mà mình thì cũng uống ít thôi, làm một ly để cho biết cái hương vị mà nho mình hái tại vườn thì mình hái bao nhiêu thì sẽ cân ký là mình sẽ mua bấy nhiêu. Ví dụ như mình hái 1,5 ký ra thì người ta tính một ký là giá bao nhiêu thì nhân lên thôi. Ví dụ như mình hái hiện giờ là mình ví dụ như mình hái nho đỏ nha, nho đỏ thì 1 ký là 40.000 các bạn ạ. Còn nho xanh đó 1 ký là 80.000. Có một cái loại nho nho đặc biệt hơn nữa là nho kẹo. Mình nghe người ta nói nho kẹo là loại nho ngon nhất á, thì giá của nó là 100.000. Như vậy là giá tại vườn là giá tốt đó các bạn. Giá cũng được đó các bạn. Rẻ đó. Không có mắc gì đâu. Giá rất là ok. Video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị, chúc quý cô bác anh chị dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc.